Chào mừng bà con đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty Thế giới cây giống chi nhánh Cai Lậy. Trong video hôm nay mình sẽ tiếp tục với chủ đề đóng gói đơn hàng cho khách Nhật ha bà con. Và đây là mình đã mời các anh chị ở trên cục kiểm dịch thực vật về kiểm tra xem cái cây giống bên mình nó có đạt yêu cầu xuất khẩu đi sang Nhật hay không ha. Thì đây hai anh chị đang tiến hành lấy mẫu các loại cây chuẩn bị xuất đi Nhật nè, rồi sau đó về trong phòng thí nghiệm anh chị sẽ kiểm tra, nếu đạt thì sẽ có một cái văn bản để cho bên mình cấp giấy cho bên mình đó bà con, đóng gói và xuất các lô này đi sang Nhật ha. Thì các anh chị làm việc có là tỉ mỉ ha. Đây là cái cây chôm chôm Thái nha bà con. Thì anh chị đã tiến hành vui cái bầu ra như thế này nè, lấy hết cái phần sơ dừa, một phần sơ dừa, một phần đất ở trong đó, và cắt rễ luôn nha bà con. Cắt rễ xong rồi mới đem về phòng thí nghiệm để kiểm tra ha. Và hiện tại thì đây mình đang xuất số lượng này, và anh chị lấy như mỗi cây lấy đại diện như thế này nha bà con ha. Đấy, bà con thấy nó để xuất một cây giống mà từ nước Việt Nam mà sang nước ngoài thì cũng rất có nhiều công đoạn ha. Từ chọn cây rồi kiểm dịch thực vật rồi xong nó vô phòng thí nghiệm kiểm coi nó đạt hay không, rồi đóng gói nữa. Và cái phần đóng gói là rất là quan trọng nha bà con, tại vì cái này hàng xách tay đi sang bằng máy bay á, cho nên kỹ thuật đóng gói phải là tỉ mỉ nha bà con. Và cái đó, cái kỹ thuật đóng gói mình sẽ làm thêm một clip nữa để cho bà con xem rõ hơn về cái quá trình chuẩn bị rồi kiểm dịch và đóng gói xuất sang Nhật Bản như thế nào ha. Cái xứ sở qua anh đầu nha bà con. Rồi bây giờ mình sẽ kết thúc video lần này ở đây nha bà con, và hẹn bà con ở cái video tiếp theo về quy trình đóng gói để xuất cây giống sang Nhật Bản xứ sở qua anh đào. Và xin chào, hẹn gặp lại bà con.